các lực lượng an ninh vào vị trí. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi cho hành động tiếp theo. Những tiếng súng nổ lác đác là bằng chứng duy nhất về cuộc chiến bên trong khu mua sắm. Quân đội nói rằng hầu hết các khu vực đã được kiểm soát, thế nhưng ở một vài chỗ nhỏ, các tay súng cầm giữ các con tin vẫn đang kháng cự. Nhiều gia đình đã phải đối diện tin dữ khi mà số nạn nhân thiệt mạng cứ tiếp tục tăng. Các lực lượng nước ngoài gồm cả từ Israel và Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho quân đội Kenya. Nhưng phát ngôn nhân của nhóm các tay súng Al-Shabaab cảnh báo rằng các con tin sẽ bị giết chết nếu như giới chức dùng vũ lực. Mọi người đều biết rằng đây là chiến dịch cực kỳ phức tạp và vô cùng khó khăn để chấm dứt cơn ác mộng này mà không để xảy ra thêm thiệt hại nào về nhân mạng.